Cảm ơn Chúa vì ngài cho chúng ta có cơ hội tiếp tục học lời Chúa với nhau. Chúng ta quay trở lại bài 7, bài con người. Như phần trước thì chúng ta đã được biết Đức Chúa Giêsu có hai bản tính, Đức Chúa Trời và con người, và ngài 100% là Đức Chúa Trời, 100% là con người. Bởi cớ đó ngài có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi đời đời ở trong hỏa ngục. Và trong phần này chúng ta sẽ, trong bài 16 thì chúng ta đã nghiên cứu về ngài là con Đức Chúa Trời. Tại sao ngài là con Đức Chúa Trời? Ngài đã được tin báo trước như thế nào? Và trong bài 17 thì chúng ta sẽ tiếp tục về cái bản tính con người của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cùng mời gọi Thánh Linh tới trong sự hiệp ý cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con mời gọi ngài, chúng con đón chào ngài, và chúng con nói với ngài rằng ngài được tự do dạy dỗ chúng con. Ngài được tự do, được vinh hiển trên đời sống của chúng con. Chúng con xin ngài sức dầu và ban ơn cho môi miệng của con được đầy ơn của Chúa để chia sẻ lời của ngài, sử dụng chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa về con người. Chúng ta thấy ở đây có một người được biết con người sẽ hiện đến ở trong đám mây. Có chuyện gì đó, làm sao có chuyện đó được? Và vị tiên tri này đã viết điều này và đã nói trước về điều này trước chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng con người thì không thể nào mà ở trong đám mây được, mà chúng ta sẽ cùng học với nhau. Chúa Giêsu có hai bản tính, con người và con Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã biết rất là rõ rồi. Bởi vì ngài con người, con Đức Chúa Trời, thì ngài là thần, bản tính thần, và con người thì ngài là bản tính nhân. Vì là con người cho nên Chúa Giêsu biết mệt. Con người thì phải biết mệt, con người thì phải biết ói, con người thì phải biết khát, con người thì phải biết buồn, con người thì phải được lớn lên. Và rõ ràng ở đây chúng ta thấy có hai cái bản tính, thần tánh của Chúa và nhân tánh của Chúa. Nếu phần thần tánh của Chúa thì nhấn mạnh ngài là con Đức Chúa Trời, và nếu chúng ta muốn biết về con Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể đọc răng, tin lành răng, thì chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về Đức Chúa Giêsu chính là con Đức Chúa Trời. Và chúng ta học đọc nhân tánh thì chúng ta có thể đọc sang tin lành của mà Luca. Và chúng ta thấy rằng đã là một con người giống như chúng ta thì phải được sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Và Đức Chúa Giêsu cũng như thế. Đức Chúa Giêsu cũng đã trong cái cuộc đời thì chúng thì biết mệt mỏi này, biết đói này, biết khát này, biết bị cám dỗ này, bị đau khổ này, bị buồn này, khóc này, nhiều thứ. Và Chúa Giêsu của chúng ta thì là con người, vì là con người cho nên ngài biết đói. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của răng đoạn 3, khi mà Chúa Giêsu xin nước của đàn bà Samari giữa trưa bên giếng Gia-cốp thì ngài khát, cho nên ngài đến ngài đi xin nước. Và khi mà chúng ta thấy là cái câu chuyện mà ghi Chúa Giêsu đang ở bão dưới biển đó, thì ngài có môn đệ sợ hãi nhưng mà ngài mệt và ngài đang ngủ. Và khi chúng ta thấy câu chuyện về Na-sa-rơ thì ngài khóc mà thương bạn mình và ngài khóc. Cho nên trong thân xác của con người, Chúa Giêsu cũng đã trải qua 5 cái giai đoạn và cũng có những cái cảm xúc giống như chúng ta. Đây là một con người thực sự, một con người yêu thương, một con người sống động ở trên đất thực sự, chứ không phải rằng là như tà giáo họ nói về cái vấn đề ngài không phải là con người. Thì chúng ta thấy 5 giai đoạn của cuộc đời Chúa Giêsu, ngài ra đời ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23. Và thứ hai, chúng ta thấy trong Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 14, 15 thì ngài cũng chết. Chúa Giêsu chết trong mộ, sau 3 ngày thì ngài sống lại. Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, ngài Chúa Giêsu ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, ngài chết. Ngài chết trong mộ. Và sau 3 ngày thì ngài sống lại. Cho nên bản tính của Chúa Giêsu là con người. Cho nên ngài chết, ngài ra đời, nhưng mà ngài khác chúng ta thì ngài phục sinh. Ngài phục sinh sống lại. Tất cả mọi người chết là chết luôn, tất cả những giáo chủ chết là chết luôn, nhưng mà Chúa Giêsu ngợi khen ngài thì ngài đã chết và ngài
đã phục sinh sống lại. Ở trong Roma đoạn 4 câu còn 1 câu 4 nói là Chúa Giêsu ngài thăng thiên sau khi mà ngài phục sinh là sau 40 ngày ở trên đất này, ngài dạy dỗ môn đệ về Đức Chúa Trời, ngài truyền giảng dạy mệnh lệnh của Chúa ở trên đất này, thì ngài sống lại, ngài được thăng thiên. Ở trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 16 ngài được thăng thiên lên các tầng trời, và ở trong công vụ đoạn 1 thì cũng có nói về điều đó. Đoạn 1 câu 9 ngài được cất lên trong đám mây và có những người họ nhìn thấy, thì Thiên Sứ hiện đến và nói hỡi người Galilee, các ngươi ngước mắt lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trên cách nào thì ngài sẽ trở lại trong cách đó. Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu được cất lên trong đám mây, thì đây là giai đoạn thứ tư trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Chúa tái lâm. Chúa sẽ tái lâm trong tiết đoạn 2 câu 16. Bởi vì Chúa được cất lên không trung bề đám mây thì Chúa sẽ được trở lại trong đám mây. Và Chúa Giêsu chính là con người. Ngài chính là con người. Và ngài cũng chính là con Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy rằng vị tiên tri đã nói trước cho chúng ta về con người, đó là Daniel. Daniel ông đã được, ông có khải tượng và ông nói rằng ồ, Chúa sẽ trở lại trong đám mây, con người sẽ trở lại trong đám mây. Nếu mình nói là con Đức Chúa Trời thì nhiều người sẽ dễ hiểu hơn, bởi vì Đức Chúa Trời là thần cho nên là có quyền ở trong đám mây, có quyền làm điều này điều kia. Nhưng mà con Đức Chúa Trời thì là con người thì không có thể hiện lên trong đám mây, nhưng mà Đức Chúa Giêsu là con người đặc biệt. Chúa Giêsu là con người, ngài được hiện đến trong đám mây. Và Daniel đoạn 7 câu 13 câu 14 có nói về điều đó. Bây giờ chúng ta đi qua bài kiểm. Bài kiểm của chúng ta thì chúng ta gạch chữ con người là danh xưng của Chúa Giêsu thường dùng khi nói về chính mình. Trong các câu kinh thánh thì đánh dấu câu có danh xưng là con người. Xin đọc cẩn thận từng câu để thấy rõ ý nghĩa của danh xưng chủ. Câu danh xưng chủ Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 3, Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 20, Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 6, Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 8, Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 41, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27, Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 22, 23. Và chúng ta thấy xin viết Đa-ni-ơn đoạn 7 câu 13, 14 vào chỗ trống dưới hình bìa gạch dưới câu này trong kinh thánh bằng bút xanh lá cây, để chúng ta thấy rằng đây lại nhấn mạnh về bản tính con người của Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nhưng mà lúc này là Daniel ông viết về con người trong cái giai đoạn tái lâm của Chúa Giêsu, tại giai đoạn đó thì chúng ta đang chờ. Bốn cái giai đoạn kia thì sinh ra, chết rồi phục sinh, thăng thiên thì đều đã hoàn thành rồi, còn tái lâm thì chưa. Con người Giêsu đã trải qua, đã trải qua giống như chúng ta, và Chúa cũng biết mệt, biết khát, biết đói, biết buồn, và Chúa được lớn lên. Thì chúng ta ở đây, chúng ta về, chúng ta gạch dưới Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21 bằng bút xanh, chúng ta sẽ thấy điều đó. Và Chúa Giêsu dạy Phi-e-rơ cùng các môn đồ khác về con người. Đây là những đề tài ngài rất là thích ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28, là Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30, Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31, 32, Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 44, ngài đoán xét các nước, ngài đến để phục vụ người khác, ngài sẽ trở lại trong lúc chúng ta không ngờ, ngài sẽ đến trong đám mây trong quyền năng và trong vinh hiển của ngài. Thì tất cả những cái bài tập này thì chúng ta sẽ về nhà chúng ta đọc học. Và cái điều đặc biệt đó là Chúa Giêsu là con người toàn hảo, ngài không hề phạm tội. Giống như tất cả chúng ta thì đều phạm tội, nhưng mà Chúa Giêsu là con người, ngài không hề phạm tội. Thưa anh chị em, ở trong Hebrew đoạn 4 câu 15, ngợi khen Chúa bởi vì ngài là Đức Chúa Trời,
Và Ngài mang thân xác của con người, và Ngài là con người, là một con người tuyệt vời. À, chúng ta thì lâu lâu nó còn phạm tội, lâu lâu thế thì còn tội lỗi dính nhất, nhưng mà Chúa Giêsu thì không. Chúa Giêsu hoàn toàn không bao giờ phạm tội. Và Ngài đã bị cám dỗ nhưng Ngài không phạm tội. Và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và cũng là con người. Đây là giáo lý nhập thể, incarnation, chữ kainis trong tiếng Latin là xác thịt. Thì trong bản dịch của chúng ta, răng đoạn 1 câu 14, thì con người ngôi này đã đến thế gian, ngôi này đã nhập thể trở nên xác thịt, ngôi này đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Đây là giáo lý thần nhập thể, nhập và đa thân thể con người. Cho nên nhiều người không cực, nhiều tà giáo họ đánh vào cái điểm này. Nhưng mà thưa anh chị em, hãy vững tin bởi lời Chúa nói như thế là như thế. Lời Chúa đã được xác nhận bởi quyền năng của Ngài, đã được cho điện rồi. Cho nên chúng ta hãy sống bởi lời của Chúa, đừng sống bởi những cái ý muốn của loài người. Tiên tri đang nói về con người hiện ra trong đám mây, trong Daniel đoạn 7 câu 13 câu 14. Vậy thì chúng ta thấy Daniel ông chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu trong cái thời kỳ Ngài tái lâm thôi. Và Chúa Giêsu mang thân xác con người, Ngài có thể hiểu và cảm thông mọi yêu thương của con người. Cảm ơn Chúa. Và đây là vì Chúa Giêsu mang thân xác của con người cho nên Ngài có thể hiểu chúng ta. Cho nên chúng ta thấy ở đây để bàn về con người thì Chúa Giêsu là một con người toàn hảo giống như chúng ta. Thứ nhất thì là con người thì Ngài cũng biết mệt, biết đói, biết khát, biết là cần phải lớn lên, cần phải bù buồn. Và Ngài là Đức Chúa Trời, cũng là Đức Chúa Trời. Và ở trong thân xác của con người thì Ngài trải qua 5 giai đoạn. Chúng ta là cũng là lớn lên, già đi, rồi sinh ra, lớn lên, già đi, chết. Chúng ta thường là 4 giai đoạn. Nhưng mà Chúa Giêsu thì cũng là ra đời, cũng là sinh ra. Chúa Giêsu cũng là chết. Nhưng mà Chúa Giêsu khác chúng ta rất là nhiều. Giống chúng ta, giống con người là cũng sinh ra và chết. Nhưng mà khác là Chúa Giêsu phục sinh sống lại. Chúa Giêsu thăng thiên và Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Và trong con người của Chúa Giêsu thì Ngài hoàn toàn là một con người toàn hảo. Ngài là con người toàn hảo, không có phạm tội. Ngài hoàn toàn không hề phạm tội, không giống như con người khác. Và vì không hề phạm tội cho nên Ngài mới có giá trị để chết thay tội lỗi cho chúng ta, mới xứng đáng để trả giá bởi vì con người phạm tội. Và Chúa Giêsu đây là cái khái niệm về nhập thể, giáo lý nhập thể của Đức Chúa Trời nhập thể. Tiên tri Daniel nói về con người sẽ hiện ra trong đám mây thì ông nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong cái thời Chúa tái lâm, lúc Chúa tái lâm. Và Chúa Giêsu mang thân xác mà người cho nên có thể hiểu và cảm thông cho mọi yếu đuối của chúng ta. Thế anh chị em, những người đang yếu đuối, đang mệt mỏi, hãy chạy đến nơi cao này Giêsu, vì Ngài sẽ chúc phúc cho chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta ngợi khen Chúa. Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người. Để chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con học hết bài 17. Đó là bài con người, xin giúp đỡ cho chúng con trong cuộc sống kinh nghiệm và nhớ rằng Ngài cũng đã là con người giống như chúng con, nhưng Ngài không hề phạm tội. Lạy Chúa, xin cho Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con không phạm tội trước mặt Ngài, chúng con sống đắc thắng và vượt qua tất cả những cảm xúc của loài người, để rồi chúng con bước vào trong mối quan hệ ngọt ngào với Ngài, trong sự vinh hiển của Ngài, để chúng con được kinh nghiệm được sự lớn lên trong Chúa Giêsu. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cho ban phước cho anh chị em, hẹn gặp lại trong ngày sau.